Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái motor phun nước rửa kính của dòng Toyota. Điện áp 12V. Với cái dòng này thì có thể nói là độ chế được cho rất là nhiều loại, từ Honda, Mitsubishi, Hyundai, vân vân, nhiều lắm. Vì cái rắc điện này rất là dễ này. Đây là một dàn rắc rất là thông dụng, dàn rắc ghim to bình thường. Đây là cái motor, nó có nhiệm vụ là hút hút nước đấy, và để rửa kính. Đây là cái vòi để dẫn ra cái tuyô nước rửa kính, rất là nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi đó. Và đây là cái cao su đấy, để chúng ta chụp vào đây đấy. Đây là một bộ sản phẩm của nó. Anh em mà cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara auto BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ 0856727222. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.